trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều các loại sữa khác nhau, nhưng tôi khuyên là mọi người sử dụng cái bộ sản phẩm sữa là Anoco. Đây là sản phẩm sữa có thể nói là có rất nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với các dòng sản phẩm khác ở trên thị trường hiện nay, vì nó giúp chúng ta giải quyết được tất cả các vấn đề về dinh dưỡng cho cả gia đình của bạn một cách hiệu quả. Đặc biệt, Anoco còn nằm trong top 10 thương hiệu ASEAN 2022 và top 10 sản phẩm chất lượng thương hiệu tin cậy. Tôi đã dùng sữa non dinh dưỡng Anoco Special được 3 tháng mà tôi thấy tình trạng loãng xương này, xương khớp và tiểu đường của tôi nó cải thiện được rõ ràng luôn. Thực sự là mừng ơi là mừng ý. Tôi rất là thích Anoco Special, đó là hương vị thơm ngon này, dễ uống vô cùng. Tôi thường xuyên bị táo bón, thế mà nhờ có sữa này hết táo bón, hết đau ốm luôn, đặc biệt là bệnh thoái hóa cột sống của tôi cũng được cải thiện. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Game Show Cây Cao Bóng Cả, chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Hải Dương, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh phối hợp tổ chức và sự đồng hành của thương hiệu sữa non Anoco cùng công ty cổ phần đầu tư Ecobuck Hải Dương. Kính thưa quý vị, Game Show Cây Cao Bóng Cả đã trở thành một sân chơi lành mạnh và ý nghĩa, thu hút hàng trăm người chơi và hội viên người cao tuổi. Từ khi chương trình lên sóng đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, mỗi số diễn ra không chỉ giúp cho khán giả hiểu hơn về những hoạt động của hội người cao tuổi, những vấn đề về dinh dưỡng, sức khỏe, mà còn tuyên truyền, quảng bá nét văn hóa truyền thống, di tích, danh lam, thắng cảnh của địa phương có đội chơi tham gia. Đặc biệt là trong phần thi ứng xử những tình huống với những thông điệp phù hợp và có tính giáo dục, tuyên truyền trong đời sống xã hội. Tiếp tục đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay sẽ là hai đội chơi đến từ thành phố Chí Linh. Xin mời hai đội chơi cùng bước ra sân khấu ạ. Thưa quý vị và các bạn đến tham dự và động viên chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị sự hiện diện của ông Lương Anh Tế, trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi. Xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn bà Trần Thị Phương, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn HLP thương hiệu sữa non Anoco, đơn vị đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn có sự hiện diện của ông Nguyễn Thiên Dũng, Phó trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Chí Linh. Xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị ông Nguyễn Hữu Quang, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh. Trân trọng giới thiệu tới quý vị ông Trương Quang Trung, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Lê Lợi. Xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị ông Vũ Xuân Thỉnh, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh. Kính thưa quý vị, đồng hành cùng với chương trình là các thành viên của Ban Cố vấn, những người sẽ đưa ra những quyết định, những đánh giá, chấm điểm cho các đội chơi. Tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị ông Lương Anh Tế, trưởng ban đại diện Hội Người Cao Tuổi, tỉnh, trưởng ban giám khảo. Xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị sự hiện diện của Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hữu Biên, trưởng khoa lão khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thành viên ban giám khảo. Xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị sự hiện diện của nghệ sĩ nhân dân Thúy Mơ, thành viên ban giám khảo. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng tôi cũng xin được mời quý vị sẽ đến với một tiết mục văn nghệ chào mừng được thể hiện từ các thành viên ở phường Phả Lại. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quý vị và các bạn tham gia chương trình ngày hôm nay, hai đội chơi của chúng ta sẽ phải trải qua 3 phần thi, đó chính là tuổi cao gương sáng, tuổi cao vui khỏe và người cao tuổi với cộng đồng. Trước tiên, để hiểu rõ hơn về các thành phần của hai đội chơi, xin mời lời giới thiệu đến từ đội Phả Lại ạ. Mời các bạn về thăm quê hương Phả Lại chúng tôi. Phả Lại sơn thủy hữu tình, bây giờ đổi mới quê mình khang trang. Làng trong phố, phố trong làng, cuộc sống sung túc, giàu sang nhà nhà. Phả Lại là một bài ca lưu danh sử sách nước nhà từ xưa. Bến thuyền xuôi ngược đò đưa, lục đầu còn đó như vừa quân reo. Cách mạng tháng 8 vang theo, con đường 18 dập dìu tàu xe. Nắng vàng xua áng mây che, có nhà máy điện sáng lòe đêm đêm. Bê tông hóa khắp phố phường, con đường rộng mở thênh thang xóm làng. Môi trường xanh sạch hẳn ra, ủy ban trường trạm thật là khang trang. Nhà văn hóa rất rộn ràng, văn nghệ thể dục thể thao sớm chiều. Tuổi già như vẫn còn xuân, quê hương Phả Lại vô ngần đẹp tươi. Thành viên thứ nhất là tôi, Vũ Thị Sinh, 67 tuổi, là Phó Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi phường Phả Lại, kiêm chi hội trưởng chi hội 7. Sở thích của tôi là say mê nghệ thuật, văn nghệ, thể dục, thể thao và du lịch. Vâng, thành viên thứ hai là tôi, Phạm Công Đính, 69 tuổi, là cán bộ hưu trí phường Phả Lại và hiện là hội viên hội cao tuổi, hội người cao tuổi chi hội 7. Sở thích của tôi là văn hóa, văn nghệ, thể thao. Vâng, thành viên thứ ba là tôi, Phạm Thị Hạnh, 50 tuổi. Tôi là phó bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận cơ sở khu dân cư số 7. Sở thích của tôi là yêu văn nghệ, thể dục, thể thao và du lịch. Về với hội thi hôm nay, với tinh thần giao lưu, học hỏi, vui là chính. Rất mong quý khán giả cổ vũ cho cả hai đội chơi chúng tôi. Vâng, xin được cảm ơn phần chào hỏi đến từ đội chơi Phả Lại. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần chào hỏi từ đội Lê Lợi. Chí Linh, Lê Lợi thân thương, ai về quá đó vẫn vương tơ lòng. Vâng, Lê Lợi nằm xã miền núi nằm phía bắc thành phố Chí Linh, giáp tỉnh Bắc Giang. Xã có 10 thôn khu dân cư và diện tích tự nhiên là 2.629,75 ha, dân số là gần 11.000 người và có 5 dân tộc anh em cùng chung sống. Là miền đất địa linh nhân kiệt, trên quê hương Chí Linh bát cổ, Lê Lợi được coi là tam giác vàng phát triển du lịch, văn hóa, sinh thái và tâm linh. Trong quần thể khu di tích lịch sử đặc biệt Côn Sơn Kiếp Bạc, đền thờ Chu Văn An, đền Sinh, đền Hóa, xã có nhiều di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh. Trong đó, di tích lịch sử đền Sinh, đền Hóa được xếp hạng cấp quốc gia 51994 và 3 di tích cấp tỉnh. Xã có truyền thống đấu tranh cách mạng đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2002 để hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong những năm qua, cán bộ và nhân dân trong toàn xã đoàn kết một lòng, quyết tâm hoàn thiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Đội chơi chúng tôi hôm nay đến đây gồm 3 thành viên. Thứ nhất là tôi, Đặng Thị Trí, 68 tuổi, sở thích của tôi yêu văn nghệ, thích múa hát dân ca, dân vũ và bóng chuyền hơi, thích khám phá du lịch mọi miền Tổ quốc. Còn tôi, Nguyễn Thị Thúy, năm nay tôi 64 tuổi, thích ca múa nhạc, dân ca, dân vũ và tập dưỡng sinh. Sở thích của tôi thích đi du lịch trên mọi miền Tổ quốc. Còn tôi, Nguyễn Đức Dân, 69 tuổi, đội trưởng, sở thích yêu văn hóa, văn nghệ, thể thao và đi du lịch. Đến cuộc chơi game show hôm nay, đội của chúng tôi không mong muốn gì hơn là được giao lưu học hỏi và được sự động viên cổ vũ của ban giám khảo và toàn thể quý vị. Đến game show vui mùa vui cả. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào phần thi đầu tiên mang tên Tuổi Cao Gương Sáng. Tại phần thi này, chương trình đưa ra lần lượt 10 câu hỏi trắc nghiệm A, B, C, D. Đội nào bấm chuông trước sẽ giành quyền trả lời. Nếu trả lời sai, đội còn lại được quyền trả lời, nhưng chỉ được 1/2 số điểm câu hỏi đó nếu trả lời đúng. Tại phần thi này, mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. Lưu ý, các đội chơi bị phạm quy nếu bấm chuông khi chưa có hiệu lệnh của người dẫn chương trình. 10 câu hỏi phần chơi Tuổi Cao Gương Sáng xin phép được bắt đầu. Câu hỏi số 1. Để phát huy tốt vai trò người cao tuổi cần thực hiện các hình thức nào? A. Giáo dục truyền thống đoàn kết, yêu nước, yêu con người và thiên nhiên cho con cháu. B. Tham gia xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đời sống văn hóa, các phong trào khuyến học, khuyến tài và các cuộc vận động tại cộng đồng. C. Truyền thụ kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức và truyền thống cho thế hệ trẻ. Và D. Cả 3 phương án trên. Thời gian cho 2 đội chơi bắt đầu. Cháu đã nhận được tín hiệu từ đội phản lại ạ. Xin được mời các bác. Đội phản lại xin trả lời câu án D, phương án D. Cả 3 phương án trên. Xin được chúc mừng đội phả lại với 10 điểm đầu tiên. Cháu xin được tiếp tục với câu hỏi số 2. Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo cô đơn mà có người nhận chăm sóc tại cộng đồng thì được hưởng những khoản gì? A. Được trợ cấp xã hội hàng tháng bằng mức nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội. B. Được hưởng bảo hiểm y tế. C. Được hỗ trợ chi phí mai táng khi chết. Và D. Tất cả các khoản trên. Thời gian cho 2 đội chơi bắt đầu. Cháu đã nhìn thấy đội Lê Lợi có tín hiệu rồi. Xin được mời đội Lê Lợi. Đội Lê Lợi xin trả lời đáp án này là đáp án D ạ. Đó cũng chính là một đáp án vô cùng chính xác. Xin được chúc mừng đội Lê Lợi với 10 điểm. Câu hỏi số 3. Kinh phí hoạt động của Hội Người Cao Tuổi được hình thành từ các nguồn nào sau đây? A. Được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. B. Từ nguồn hội phí của hội viên góp hàng tháng. C. Từ các nguồn thu hợp pháp khác. Và D. Cả 3 nguồn trên. Thời gian cho đội chơi bắt đầu. Xin được mời đội phả lại sẽ đưa đội ra đáp án của mình. Xin đưa đáp án D, cả 3 nguồn trên. Đội phả lại một lần nữa lựa chọn đáp án D. Và đó là một đáp án chính xác. Xin được chúc mừng đội phả lại. Chúng ta cùng tiếp tục với câu hỏi số 4. Thông tin nào sau đây là đúng khi nói về bệnh thiếu máu cơ tim? A. Huyết khối động mạch vành là nguyên nhân gây bệnh. B. Yếu tố nguy cơ gồm tuổi cao, sử dụng nhiều rượu bia, thuốc lá, chế độ ăn uống không khoa học, ít tập luyện thể thao. Và C. Triệu chứng điển hình xuất hiện cơn đau thắt ở vùng ngực, tim đập nhanh, khó thở khi vận động. Và D. Tất cả những thông tin trên đều đúng. Thời gian cho đội chơi bắt đầu. Xin được mời đội phản lại. Đội phản lại xin trả lời câu án D. Tất cả thông tin trên đều đúng.
Đó cũng chính là một đáp án chính xác nữa. Xin được chúc mừng đội Phả Lại với 10 điểm tiếp theo. Đội Lê Lợi, các bác hãy bình tĩnh hơn một chút để chúng ta sẽ giành quyền trả lời trong câu hỏi số 5 này nhé. Câu hỏi số 5: phương pháp điều trị nào sau đây không phù hợp để điều trị bệnh tiểu đường? A. Sinh hoạt ăn uống phù hợp với tình trạng bệnh, tăng vận động, đi bộ, tập thể dục, có thể chơi các môn thể thao phù hợp với sức khỏe. B. Kiêng ăn đường tự nhiên, các thức ăn quá ngọt, bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia và các đồ uống có cồn. C. Bác sĩ sẽ cho bệnh nhân dùng thuốc giảm glucose trong máu. Và D. Sử dụng phương pháp ăn chay. Thời gian cho đội chơi bắt đầu. Vâng ạ, cháu đã thấy đội Lê Lợi có tín hiệu rồi. Xin được mời đội Lê Lợi. Đội Lê Lợi xin trả lời đáp án D, sử dụng phương pháp ăn chay. Một đáp án chính xác vô cùng. Xin được chúc mừng đội Lê Lợi. Câu hỏi số 6: trong những thông tin dưới đây, thông tin nào là sai? A. Tiền thân của hội người cao tuổi là hội phụ lão cứu quốc. B. Ngày 10 tháng 5 là ngày thành lập hội người cao tuổi Việt Nam. C. Ngày 6 tháng 6 là ngày quốc tế người cao tuổi. Và D. Ngày 1 tháng 10 là ngày quốc tế về người cao tuổi. Thời gian cho hai đội chơi bắt đầu. Vâng, xin được mời đội Lê Lợi sẽ đưa ra đáp án của mình ạ. Đội Lê Lợi trả lời là ngày đáp án C, 6 tháng 6 là không phải ngày quốc tế người cao tuổi. Các bác lựa chọn đáp án C, đó là một đáp án rất là chính xác. Xin được chúc mừng đội Lê Lợi với 10 điểm. Chúng ta cùng tiếp tục với câu hỏi số 7. Chủ đề của Festival Chí Linh Hải Dương năm 2023 là gì? A. Tinh hoa hội tụ, khát vọng tỏa sáng. B. Tinh hoa hội tụ, bừng sáng đất thiêng. C. Tinh hoa hội tụ, hành trình di sản. Và D. Tinh hoa hội tụ, khát vọng tương lai. Thời gian cho hai đội chơi bắt đầu. Vâng ạ, xin được mời đội Phả Lại sẽ đưa ra đáp án của mình. Đội Phả Lại xin trả lời phương án A. Và thưa quý vị, để biết được đáp án này có chính xác hay không thì chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự của chúng tôi. Festival Chí Linh Hải Dương 2023 được tổ chức cùng với lễ hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc với nhiều điểm mới hấp dẫn nhằm quảng bá và giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất Hải Dương địa linh nhân kiệt. Với chủ đề tinh hoa hội tụ, khát vọng tỏa sáng, Festival Chí Linh Hải Dương 2023 lần đầu tiên được tổ chức từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2023, tức từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8 âm lịch, với nhiều chương trình có quy mô lớn như chương trình khai mạc Festival Chí Linh Hải Dương, đêm hội trăng rằm với chủ đề lồng đèn thắp sáng ước mơ, thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ, trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu và triển lãm sinh vật cảnh, tổ chức các trò chơi dân gian, không gian trải nghiệm Trung thu Việt Nam, chương trình đồng diễn và giao lưu dân vũ, khiêu vũ thể thao và các hoạt động lễ hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2023. Festival Chí Linh Hải Dương 2023 được tổ chức nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân và du khách, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc, quảng bá tiềm năng du lịch, lợi thế khác biệt, chiến lược phát triển của thành phố Chí Linh và tỉnh Hải Dương. Vừa rồi thì chúng ta đã theo dõi một phóng sự và qua phóng sự này thì chúng ta cũng thấy được rằng đội Phả Lại với đáp án A là một đáp án rất chính xác. Xin được chúc mừng đội Phả Lại với 10 điểm tiếp theo. Câu hỏi số 8. Di tích trên địa bàn tỉnh Hải Dương thờ anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. A. Đền Cao An Lạc, thành phố Chí Linh. B. Đền Kiếp Bạc, thành phố Chí Linh. C. Đền Gốm, thành phố Chí Linh. Và D. Đền Cao An Phụ, thị xã Kinh Môn. Thời gian cho hai đội chơi bắt đầu. Xin được mời đội Phả Lại ạ. Phả Lại xin chọn phương án B. Đó là một đáp án không thể chính xác hơn. Xin được chúc mừng đội Phả Lại. Chúng ta cùng tiếp tục với câu hỏi số 9. Lễ hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2023 diễn ra vào thời gian nào? A. Từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 2 âm lịch. B. Từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 8 âm lịch. C. Từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 8 âm lịch. Và D. Từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 8 âm lịch. Thời gian cho hai đội chơi bắt đầu. Xin được mời đội Phả Lại. Đội Phả Lại xin chọn phương án C. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi một phóng sự để xem đáp án này có chính xác hay không. Lễ hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2023 diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, tức ngày 10 đến ngày 20 tháng 8 âm lịch với nhiều nghi lễ truyền thống. Tại khu di tích Kiếp Bạc,
ngày 30 tháng 9, tức ngày 16 tháng 8 âm lịch, diễn ra lễ tưởng niệm 723 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, lễ khai hội mùa thu, lễ khai ấn và ban ấn, khai mạc tuần văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại. Diễn sướng hội quân trên sông Lục Đầu vào ngày 1 tháng 10, lễ cầu an và lễ hội hoa đăng ngày 2 tháng 10, lễ rước bộ, lễ tế, lễ dỗ Đức Thánh Trần vào ngày 4 tháng 10, tức ngày 20 tháng 8 âm lịch. Tại khu di tích Côn Sơn, ngày 30 tháng 9, tức ngày 16 tháng 8 âm lịch, diễn ra lễ tưởng niệm 581 năm ngày mất anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi và dâng hương tại đền thờ Đại Tư Đồ Trần Nguyên Đán. Ngoài ra, còn có các hoạt động múa rối nước, liên hoan diễn sướng hầu thánh, văn hóa, thể thao. Vâng, với đáp án C thì đội Phải ở Lại lại rất là xuất sắc, giành được thêm 10 điểm nữa trong đội của mình. Xin được chúc mừng đội Phải ở Lại. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi cuối cùng, đó chính là câu hỏi số 10. Bảo vật quốc gia Bia Viên Thông Tháp Bi được đặt tại đâu? A. Chùa Côn Sơn, B. Chùa Thanh Mai, C. Đền thờ Nguyễn Thị Duệ và D. Đền thờ Chu Văn An. Thời gian cho hai đội chơi bắt đầu. Vâng ạ, đội Lê Lợi đã giành được quyền trả lời. Đội Lê Lợi xin phép cái bia này đặt ở chùa Thanh Mai. Vậy thì nếu mà được có quyền trả lời thì đội Phả Lại sẽ lựa chọn đáp án nào? Đội Phả Lại sẽ chọn phương án B. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự. Văn bia Viên Thông Tháp Bi là một trong những cổ vật của chùa Thanh Mai ở xã Hoàng Hoa Thám, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Bia cao 131cm, rộng 82cm, dày 14cm. Đế bia hình rùa dài 165cm, rộng 103cm, cao 30cm. Hoa văn trên chán bia là hình rồng mang phong cách nghệ thuật thời Trần. Ngoài giá trị về mặt văn hóa lịch sử, Viên Thông Tháp Bi còn có giá trị mỹ thuật và thư pháp. Nội dung của Thanh Mai Viên Thông Tháp Bi là nguồn sử liệu quý giá trong việc nghiên cứu Phật giáo, Đại Việt nói riêng và lịch sử văn hóa Đại Việt nói chung. Đó là ấn tích văn hóa Phật giáo gắn với các vị sư tổ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, đặc biệt là đệ nhị tổ Pháp Loa. Văn bia còn thể hiện được tư tưởng Phật giáo Đại Việt thời Trần về mối quan hệ giữa hai phái Thiền Tông và Mật Tông. Chúng ta theo dõi clip vừa rồi thì chúng ta cũng thấy được đáp án chính xác, đó chính là đáp án B, chùa Thanh Mai. Và đội Lê Lợi cũng đã xuất sắc để giành được về 10 điểm cuối cùng trong phần thi này. Kính thưa quý vị, ở trong bộ câu hỏi vừa rồi thì có hai câu hỏi có liên quan tới bệnh nhồi máu cơ tim và bệnh tiểu đường. Và sau đây thì chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hữu Biên sẽ chia sẻ thêm về thông tin câu hỏi số 4 và câu hỏi số 5. Xin được trân trọng kính mời ông. Vâng ạ, trước tiên thì xin chúc mừng cả hai đội đều có những cái kiến thức về y tế, y học rất xuất sắc. Tôi xin nhấn mạnh thêm về bệnh đái tháo đường, về cái tỷ lệ bệnh bây giờ cái xu hướng gia tăng rất nhanh. Bệnh đái tháo đường là một cái bệnh rối loạn chuyển hóa các nội khoa rất phổ biến hiện nay. Theo ước tính đến năm 2030 cả thế giới có 500 triệu người mắc. Thế và càng ở các cụ cao tuổi thì xu hướng mắc bệnh càng tăng. Vì cái biểu hiện, cái triệu chứng của bệnh đái tháo đường rất lặng lẽ. Nhiều người có khi đến khi phát hiện ra tình cờ khi đi khám bệnh mới phát hiện ra mình bị đái tháo đường. Thế chính vì vậy mà trong cái bộ câu hỏi tôi có đưa ra những cách giải pháp để mà hạn chế, để dự phòng bệnh đái tháo đường là đầu tiên là phải cải thiện lối sống, tức là sinh hoạt ăn uống điều độ. Tăng vận động thể lực, không nên ăn đường quá ngọt. Các bác cố gắng là sẽ chia nhỏ bữa ăn ra. Ở đây cũng phải nhấn mạnh, các cụ phải luôn luôn phải theo dõi cái sức khỏe của mình. Sau đây thì cũng chúc các cụ có những cái kiến thức về y học sâu sắc để bảo vệ chính mình. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất là hữu ích đến từ bác sĩ Nguyễn Hữu Biên. Kính thưa quý vị và các bạn, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tới với phần thi thứ hai mang tên Tuổi Cao Vui Khỏe. Tại phần thi này, từng đội chơi trình bày một tiết mục bằng một trong các hình thức hát múa, diễn kịch khiêu vũ. Thời gian thể hiện từ 5 đến 8 phút một tiết mục. Điểm tối đa cho mỗi đội ở phần thi này là 50 điểm.
sông Trường Sa, Hoàng Sa, dội vào gành đá. Tiếng tổ quốc vọng về từ biển cả, bão tố dập dờn trăng lưới bùa vây. Tôi đang nghe tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sông Trường Sa, Hoàng Sa, rồi vào gành đá. Sóng cuồn cuộn lên dáng hình đất nước, một tấc biển cắt rời, vạn tấc đất đơn đau. Sông miền Đông tổ quốc linh thiêng, tổ quốc linh thiêng, ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa, biết bao chiều mỗi người thao thức tiếng Việt Nam, biết bao chiều người lấy thân mình che chở.
suốt chiều dài đất nước, ngắm ruộng đồng sông núi biển trời, nghe trái tim sao xuyến bồi hồi, lòng xốn sang bao niềm vui mới. Bao niềm tâm mi sự
Tổ quốc. Xin sẽ nguyện ý cùng đi, sẽ nguyện cùng dựng xây cho đẹp mãi Tổ quốc mến yêu ý. Vâng, xin được chúc mừng hai đội chơi đã hoàn thành phần thi của mình. Và ngay sau đây thì chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Thúy Mơ sẽ có những đánh giá cho điểm hai đội chơi ạ. Xin chúc mừng hai đội chơi đã có hai tiết mục rất là xuất sắc. Hai đội hôm nay thể hiện hai bài hát loại hình có khác nhau. Thì tôi xin đánh giá đội thứ nhất, Tổ quốc gọi tên mình. Cái bài hát này dàn diễn viên rất đông mà các bác dàn dựng cũng rất là đẹp, hình khối đâu ra đấy thể hiện đúng nội tâm của bài hát. Thế và diễn viên diễn rất chững chạc, múa đều đạt tốt cả. Đó là bài Tổ quốc gọi tên mình. Nhưng đây các bác hát trên nền nhạc, trên nền nhạc hay là hát trực tiếp thì chúng ta cũng cho là vẫn là tốt. Tôi cho các bác 50 điểm. Đội thứ hai, đội Lê Lợi, hát về Tổ quốc hôm nay. Bài này theo làn điệu chèo đường trường Tu Không, rất hay. Mà các bác trong dàn múa của các bác rất đều, trang phục cũng đẹp, đạo cụ cũng đẹp. Chỉ phiền một nỗi ca sĩ hát hơi bị đuối và thể hiện chưa đúng. Nếu như dàn múa người ta diễn ra hai bên thì ca sĩ biểu diễn hát có quyền đi vào giữa để hát giao lưu cùng dàn múa, nó rất đẹp, nó sôi động hơn. Thì tôi chấm điểm cho đội hát về Tổ quốc hôm nay 45 điểm. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ, những đánh giá cho điểm của nghệ sĩ nhân dân Thúy Mơ. Và trải qua hai phần thi vừa rồi thì số điểm của hai đội chơi như sau: đội Phả Lại với 110 điểm và đội Lê Lợi 85 điểm. Xin được chúc mừng hai đội chơi. Vâng, thưa quý vị, trải qua hai phần thi thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng các thành viên của hai đội chơi ngày hôm nay không chỉ có những kinh nghiệm hiểu biết về những tổ chức hoạt động của hội người cao tuổi mà các bác còn thể hiện rất tốt tài năng văn nghệ của mình. Và để biết đội nào giành chiến thắng trong game show ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bước vào phần thi tiếp theo, người cao tuổi với cộng đồng. Tại phần thi này, mỗi đội chơi lựa chọn một tình huống do ban tổ chức đưa ra. Sau thời gian suy nghĩ 10 phút, sẽ có 4 phút thuyết trình cho phần thi này. Điểm tối đa cho mỗi đội ở phần thi này là 50 điểm. Lưu ý, quá thời gian thuyết trình sẽ bị trừ điểm. Thưa quý vị, vừa rồi thì đội Phả Lại cũng đã bốc thăm vào tình huống số 2 và đội Lê Lợi bốc thăm vào tình huống số 3. Thưa quý vị, và trong khi chúng ta chờ đợi hai đội chơi sẽ suy nghĩ phần thi của mình thì chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời bà Trần Thị Phương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn HLP, thương hiệu sữa non Anoco, sẽ chia sẻ với quý thính giả rõ hơn về những thông tin sản phẩm, quà tặng, nhà tài trợ có trong chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời bà. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, kính thưa ban giám khảo và kính thưa các cô, các chú, các bác tham gia chương trình cây cá bóng cả của hai đội ngày hôm nay. Trước hết là cháu xin chúc các cô, các chú trong hai đội chơi hôm nay đã có một cái phần thi rất là tuyệt vời ạ. Và cháu thấy là các chú, các cô rất là năng lượng và cũng thể hiện sự nhiệt tình rất là tốt. Nên là cháu mong là cái phần thi cuối sau các cô, các chú sẽ thể hiện tốt hơn để mình có thể đạt được kết quả tốt nhất trong cái buổi thi ngày hôm nay ạ.
Vâng, và chúng cháu là công ty cổ phần tập đoàn HLP, là nhà sản xuất và cũng là sáng lập với cái thương hiệu sữa non dinh dưỡng Anoco cùng với các sản phẩm bổ sung và tăng cường sức khỏe. Thì hiện tại bên cháu có rất nhiều các dòng sản phẩm, nhưng mà hôm nay cháu mong muốn giới thiệu với các chú các cô các cái dòng sữa bên cháu đang cung cấp. Thì bên cháu đang có hiện tại 3 dòng sữa chính tập trung cho từ người em bé sơ sinh đến em bé lớn hơn và người trưởng thành cũng như người già. Thì dòng sữa thứ nhất đó chính là tập trung vào các em bé từ 0 đến 24 tháng tuổi, là dòng sữa non để giúp các con tăng cân, tăng sức đề kháng trong 5 tháng đầu đời, nhất là khi các bé mới sơ sinh được mà mẹ chưa có sữa, thì việc bổ sung sữa non sẽ giúp con tăng cường sức đề kháng cũng như là tăng cường khả năng miễn dịch để cho con có một cái sự khởi đầu rất là tốt. Cái thứ hai là chúng cháu có cái dòng sữa số 2 là dòng sữa cho các bé từ 2 đến 16 tuổi, là cái dòng sữa mà chúng cháu tập trung vào việc phát triển chiều cao và tăng cường trí não cho con. Bởi vì trong cái giai đoạn này thì hầu hết các ba mẹ đều quan tâm đến việc tăng cường trí não cũng như là hoàn thiện chiều cao cho con, để con có một cái chiều cao tốt nhất cũng như là một cái trí não thật thông minh, thật là sáng lạng để các con có thể học tập và phát huy cái lợi thế của mình. Và cái dòng sữa thứ ba đó chính là dòng sữa non dinh dưỡng Anoco Special, chính là dòng sữa dành cho các cô các chú trong khán phòng ngày hôm nay đấy ạ. Thì đây là dòng dinh dưỡng dành cho người lớn tuổi với mục đích là hỗ trợ xương khớp, bổ sung để tăng cường canxi, để phòng loãng xương, phòng đau xương khớp, cũng như là hỗ trợ những bệnh nhân tiểu đường. Bởi vì bên cháu có sử dụng cái sữa bột tách béo cũng như là đường ăn kiêng Isomat, thì nó sẽ tốt cho việc là ngăn ngừa cái chỉ số đường huyết hoặc là không làm tăng chỉ số đường huyết. Vì thế là những bệnh nhân tiểu đường hay là những các chú mà đã bị tiểu đường hoặc đái tháo đường thì vẫn có thể sử dụng cái dòng sữa bên cháu được ạ. Thì đây là những cái dòng thông tin và liên quan đến sản phẩm của bên cháu. Và cháu hy vọng rằng là hôm nay đến với chương trình thì cháu cũng mang những cái món quà với tư cách là nhà tài trợ để tặng các cô các chú trong cái cuộc thi hôm nay. Cháu hy vọng là với cái món quà nhỏ của bên cháu, nhưng với cái nhiệt huyết cũng như cái sự nhiệt tình và cái sự mong muốn là các chú các cô sẽ được bổ sung dinh dưỡng để tăng cường sức khỏe, để mình có một cái sức khỏe tốt nhất, để mình có thể là sống vui, sống khỏe và sống có ích nhất, để có những cái năm tháng tuổi già thật là ý nghĩa bên con cháu, gia đình và bạn bè nữa ạ. Một lần nữa cháu xin chân thành cảm ơn cái chương trình ngày hôm nay đã cho cháu cơ hội đứng đây chia sẻ, cũng như là cho cháu cái cơ hội để gặp gỡ, giao lưu và được học hỏi từ các cô các chú, những người làm cha làm mẹ của chúng cháu ạ. Một lần nữa cháu xin chân thành cảm ơn và chúc cho chương trình chúng ta thành công rực rỡ. Vâng, xin được cảm ơn bà Trần Thị Phương với những lời chia sẻ cũng như là những món quà rất là ý nghĩa dành cho những vị khách mời các cô chú trong trường quay ngày hôm nay. Và thời gian chuẩn bị cho chương trình Người cao tuổi với cộng đồng đã hết. Ngay bây giờ thì chúng tôi cũng xin được mời đội Phả Lại sẽ bước ra sân khấu để tham dự phần thi này. Theo thể lệ của chương trình thì đội Phả Lại đã có số điểm cao hơn. Sau khi trải qua hai phần thi vừa rồi, đội Phả Lại sẽ là đội thi trước trong phần thi này. Xin được mời đội Phả Lại sẽ bước ra sân khấu. Đội Phả Lại chúng tôi xin trả lời như sau. Trước hết là vấn đề môi trường là vấn đề mà thói quen hàng ngày ai cũng phải có ý thức, nhưng mà không phải ai cũng có cái thói quen tốt để mà vứt rác đúng nơi quy định. Và tất nhiên ở những vườn hoa rồi những đường dân sinh thành phố thì bao giờ cũng có những quy định từ cấp cơ sở, nhưng mà vẫn một số người có thói quen xấu là cứ tiện tay là vứt ra hoặc là không phải ở gần đấy. Thế nếu là gia đình tôi mà chứng kiến cái cảnh vứt rác như thế thì có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là nhìn thấy quả tang những người mà vứt rác ngay ở lòng lề đường làm ảnh hưởng môi trường, thì điều đầu tiên là phải thuyết phục và nói rõ là cái tác hại của việc vứt rác bừa bãi làm ô nhiễm môi trường. Và người vứt rác cần phải đúng nơi quy định. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà vứt rác không đúng nơi quy định thì ngay bản thân gia đình chúng tôi ở cạnh vườn hoa sẽ ảnh hưởng ngay tới cái mùi ô nhiễm môi trường đó. Dẫn đến là gì? Không những mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến nhiều về sức khỏe. Đấy là trường hợp thứ nhất, là khi mà trực tiếp nhìn thấy người vứt rác và thì trao đổi thẳng với họ là nói đúng, vứt đúng nơi quy định. Và nếu có lần sau tái phạm thì sẽ xử lý theo cái luật quy định về môi trường. Và tất nhiên phải báo cáo với lại địa bàn ở dân cư. Còn trường hợp thứ hai là không trực tiếp chứng kiến những người vứt rác nhưng mà cứ thấy rác ở lòng lề đường. Thì việc đầu tiên mình phải là nêu gương bằng cách là gì? Kêu gọi mọi người ở tổ dân phố là thu gom những cái số rác vứt ra đó và mang về đúng nơi quy định. Tất nhiên việc làm này thì không phải một sớm một chiều mà đã thành thói quen. Nhưng
tất cả mọi người đều chung tay là làm cái điều đó thì sẽ thành một cái thói quen tốt. Và chúng tôi ở tổ dân phố thường có một cái nhóm gọi là liên gia tật hai bên ven đường, là để ý xem những người nào mà vứt rác không đúng nơi quy định, một là nhắc nhở, sau đó là sẽ trực tiếp trao đổi với lại ban vệ sinh môi trường là đây là trường hợp A, B, C, D này, là những trường hợp đã mang rác không đúng nơi quy định. Và chính vì thế cho nên là nó sẽ giảm thiểu đi những quá trình bị ô nhiễm và mỹ quan thành phố được tốt hơn. Thực ra cái vấn đề môi trường cũng là một vấn đề thói quen, cho nên không phải một sớm một chiều mà có thể thực hiện được tốt. Cho nên mỗi người phải chung tay góp phần để mà bảo vệ môi trường bằng cách tạo những thói quen tốt. Và những thói quen tốt thì từ bản thân mình nêu gương, sau đó mới đến những người mà xung quanh, cách xa khu vực lòng lề đường, vườn hoa. Vâng, xin được cảm ơn phần thi thuyết trình của đội Phản Lại. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần thuyết trình của đội Lê Lợi. Chúng tôi xin được trả lời cái xử lý tình huống như sau. Cái nhất là về mặt pháp luật thì tại điều 61 luật bảo vệ môi trường năm 2020 có quy định về việc bảo vệ môi trường trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, trong đó có việc nghiêm cấm xả chất thải chăn nuôi chưa qua xử lý làm ô nhiễm môi trường và gây thiệt hại cho tổ chức cá nhân. Hành vi chăn nuôi xả chất thải ra môi trường mà gây thiệt hại cho tổ chức cá nhân thì bị xử lý theo quy định pháp luật, phải bồi thường theo điều 13 của bộ luật của luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và bộ luật dân sự năm 2015. Như vậy, gia đình ông Chín trong chăn nuôi thả chất thải ra ao nhà ông Mười là vi phạm luật bảo vệ môi trường và gây thiệt hại cho gia đình ông Mười thì gia đình ông Chín phải bồi thường thiệt hại theo bộ luật dân sự năm 2015. Vâng, sau khi nhận được ý kiến đề nghị của gia đình ông Mười với danh nghĩa, với trên cương vị là chi hội trưởng, chi hội người cao tuổi, thành viên của ban tắc mặt trận thôn, tôi đã cùng tổ hòa giải đến nhà ông Chín để tuyên truyền, vận động và phân tích cho ông Chín thấy được về việc nguy hại của việc thả chất thải chăn nuôi chưa qua môi trường là vi phạm pháp luật. Yêu cầu gia đình ông Chín không được tiếp tục thả chất thải ra môi trường nữa và phải xây dựng hệ thống xử lý thải như hầm bioga để vừa có ga phục vụ đời sống hàng ngày gia đình, vừa bảo vệ môi trường. Cái thứ hai là xây dựng bể chứa nhiều ngăn để xử lý nước chất thải ra môi trường trước khi ra môi trường. Còn về làm ca chết ngoài thì gia đình ông Chín phải có trách nhiệm gặp gỡ gia đình ông Mười để thỏa thuận cách bồi thường trong hợp tình hợp lý. Sau nhiều lần chúng tôi và ban tắc mặt và tổ hòa giải đến nhà ông Chín, đặc biệt là chúng tôi có gặp gỡ trao đổi với anh em họ hàng bạn bè ra ông Chín cùng đến để tuyên truyền vận động ông Chín để ông Chín thấy được hành vi thải chất chăn nuôi chưa qua xử lý ra môi trường vi phạm pháp luật. Với phương châm của chúng tôi là từ mâu thuẫn lớn thành mâu thuẫn nhỏ, từ mâu thuẫn nhỏ thành không mâu thuẫn. Sau nhiều lần là chúng tôi tuyên truyền vận động thì gia đình ông Chín đã nghe ra và đã tự nguyện để xử lý cái hai bên thỏa thuận đã xử lý việc này và bỏ qua gia đình, đã bỏ qua những hiềm khích nhỏ và tiếp tục xây dựng và giữ gìn mối đoàn kết tình làng nghĩa xóm trong năm vừa qua. Qua thực tế việc tuyên truyền vận động cơ sở thì chúng tôi thấy rằng vai trò của người cao tuổi cộng dân cư ngày càng được khẳng định. Lớp người cao tuổi không những là có uy tín, có nhiều kinh nghiệm và gương mẫu cũng như là người thuyết phục rất cao, và mà còn là những người tham gia tích cực vào việc giữ gìn ngọn lửa đoàn kết khu dân cư, thực sự là cây cao bóng cả của cụm dân cư. Vậy nên các cụm dân cư và mỗi gia đình cần quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi hơn nữa để người cao tuổi sống vui, sống khỏe và tiếp tục là cống hiến những kinh nghiệm của mình cho xã hội nhiều hơn. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây thì chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời ông Đương Anh Tế sẽ có những nhận định đánh giá cho điểm hai đội chơi ạ. Tôi xin nhận xét, đội thứ nhất là đội Phản Lại. Thì với cái tình huống đưa ra, thế và người giải quyết tình huống cũng đã có những cái thông điệp hết sức cụ thể, rồi đưa ra những cái phương pháp giải quyết vấn đề. Tuy nhiên là giải quyết thì nó chưa đến tận cùng của vấn đề. Bởi vì khi chúng ta chứng kiến cái việc như vậy, thế và có hai cái cách giải quyết. Một là nếu bắt gặp trực tiếp thì tuyên truyền vận động trực tiếp cái đối tượng đó
Thế còn nếu mà không gặp được trực tiếp mà cứ ra là thấy rác ở đó thì vận động các cái hộ dân xung quanh rồi người cao tuổi là dọn cái rác ấy đi. Thế nhưng mà để giải quyết triệt để của vấn đề đấy thì chúng ta phải mở rộng cái tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu phố, thế rồi tuyên truyền cho hội viên người cao tuổi và các cái tổ chức xã hội trên địa bàn để hiểu được vấn đề giữ gìn môi trường thì mới giải quyết được tận gốc của vấn đề. Thế đối với tình huống của đội Lê Lợi thì cũng trong cái khuôn khổ thời gian cho phép chứ không có đội nào vượt cả. Tuy nhiên là đối với đội Lê Lợi thì cái phương pháp giải quyết tương đối triệt để hơn, thông điệp đưa ra và đặc biệt là nhớ được những cái quy định của pháp luật về vấn đề bảo vệ môi trường, đặc biệt là cái mối quan hệ và xử lý những cái bồi thường khi mà đối với pháp luật dân sự. Thế và cái cách giải quyết của đội Lê Lợi cũng tương đối là triệt để. Ngoài cái vận động thì còn vận động đến các cái gia đình, người thân của cái gia đình mà gây ra cái môi trường đó cùng với hội người cao tuổi, cùng với ban công tác mặt trận để tuyên truyền vận động. Bởi vì tất cả giải quyết những cái mâu thuẫn xung đột trong khu dân cư thì lấy cái hòa giải, cái tự quản là chính. Cho nên chúng ta phải hướng đến cái tuyên truyền vận động rồi là lôi kéo các cái thành phần, các cái đoàn thể liên quan đến để vận động làm sao đạt cái kết quả giải quyết tốt. Và tôi rất chia sẻ cái thông điệp tức là những cái mâu thuẫn lớn thì nó nhỏ đi và những cái mâu thuẫn nhỏ thì nó không còn nữa. Đấy là cái cách giải quyết những cái mâu thuẫn xung đột trong cộng đồng dân cư mà chúng ta nên hướng tới. Về cho điểm thì tôi cho đội Phản Lại 45 trên 50 điểm và đội Lê Lợi là 50 trên 50 điểm. Xin chúc mừng hai đội. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ cho điểm của ông Đương Anh Tế. Kính thưa quý vị, và trải qua 3 phần thi vừa rồi thì trên tay Việt Huyền lúc này đây, đó chính là kết quả của hai đội chơi. Tôi xin được công bố số điểm của đội Lê Lợi với số điểm 135 điểm. Xin được chúc mừng đội Lê Lợi. Và đội Phả Lại thì có một số điểm có nhỉnh hơn một chút so với đội Lê Lợi với số điểm 155 điểm. Xin được chúc mừng đội Phả Lại, và đội Phả Lại cũng đã giành được giải nhất trong chương trình ngày hôm nay. Công ty cổ phần đầu tư Eco Park Hải Dương là chủ đầu tư dự án khu đô thị Eco Rivers. Đây là khu đô thị sinh thái đầu tiên bậc nhất của tỉnh và thành phố Hải Dương với những ưu điểm vượt trội trong không gian sống và tiềm năng kinh doanh. Dự án có tổng diện tích quy hoạch gần 110 ha, trong đó hơn 20% dành cho cây xanh mặt nước và các phân khu nhà ở đa dạng, sang trọng như nhà ở biệt thự, nhà phố kinh doanh, nhà ở liền kề, chung cư căn hộ cao cấp, được thiết kế bài bản bởi Tập đoàn Quy hoạch Kiến trúc hàng đầu Singapore. Đến nay, dự án bàn giao được gần 1.500 căn hộ đạt 85% quỹ nhà ở kỹ thuật thấp tầng và đang hoàn thiện 2 tòa tháp đôi chung cư 30 tầng, phấn đấu đưa vào sử dụng trong quý 1 năm 2023. Năm 2022, đơn vị nộp ngân sách nhà nước gần 70 tỷ đồng, nằm trong top 20 doanh nghiệp có số nộp ngân sách cao cho tỉnh, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo và chính sách an sinh xã hội với số tiền ủng hộ lên tới hàng tỷ đồng. Quý vị thân mến, trải qua 3 phần thi của chương trình Cây Cao Bóng Cả, hai đội chơi cùng đến từ thành phố Chí Linh đã cho thấy các bác nắm khá là rõ về tổ chức hoạt động của hội người cao tuổi, những tài năng văn hóa, văn nghệ và đặc biệt là phần thi thuyết trình thể hiện được những kinh nghiệm sáng tạo và mang lại những cái thông điệp rất là phù hợp, có tính giáo dục tuyên truyền cao. Và ngay sau đây thì chúng tôi cũng xin được mời hai đội chơi bước về trung tâm sân khấu để nhận phần thưởng. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lương Anh Tế và bà Trần Thị Phương sẽ lên sân khấu để trao phần thưởng cho hai đội chơi. Quý vị và các bạn thân mến, thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Việt Thủy xin được chân thành cảm ơn Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh, Công ty Cổ phần Tập đoàn HLP, thương hiệu sữa non Anoco và Công ty Cổ phần Đầu tư Ecopark Hải Dương đã tích cực phối hợp tạo nên một sân chơi vô cùng ý nghĩa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.